Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 10. Đặc trưng vật lý của âm. Hằng ngày, hàng trăm âm đủ loại, êm tai cũng như chói tai, vẫn thường xuyên lọt vào tai chúng ta. Vậy âm là gì? Nó truyền như thế nào? Và ta phân biệt các âm khác nhau dựa trên những đặc điểm gì? 1. La Mã. Âm, nguồn âm. 1. Âm là gì? Theo nghĩa hẹp, âm là những sóng truyền trong các môi trường khí, lỏng, rắn. Khi đến tai ta sẽ làm cho màng nhĩ dao động, gây ra cảm giác âm. Sóng này gọi là sóng âm. Về sau, khái niệm sóng âm đã được mở rộng cho tất cả những sóng cơ, bất kể chúng có gây ra được cảm giác âm hay không. Như vậy, sóng âm là những sóng cơ truyền trong các môi trường khí, lỏng, rắn. Tần số của sóng âm cũng là tần số âm. 2. Nguồn âm. Ở trung học cơ sở, ta đã biết âm do các vật dao động phát ra. Trên hình 10.1, 10.2 và 10.3 có vẽ ba dụng cụ phát âm tiêu biểu là dây đàn, ống sáo và cái âm thoa. Câu hỏi 1. Hãy chỉ ra bộ phận dao động phát ra âm trong các dụng cụ này. Vậy, một vật dao động phát ra âm là một nguồn âm, tần số của âm phát ra bằng tần số dao động của nguồn âm. 3. Âm nghe được, hạ âm, siêu âm. Những âm có tác dụng làm cho màng nhĩ trong tai ta dao động, gây ra cảm giác âm gọi là âm nghe được. Người ta còn dùng thuật ngữ âm thanh chỉ âm mà ta nghe được. Âm nghe được có tần số nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20.000 Hz. Âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz thì tai người không nghe được, gọi là hạ âm. Tuy nhiên, một số loài vật như voi, chim bồ câu, v.v. lại nghe được hạ âm. Âm có tần số lớn hơn 20.000 Hz thì tai người cũng không nghe được và gọi là siêu âm. Một số loài như dơi, chó, cá heo, v.v. có thể nghe được siêu âm. Có thể làm một thí nghiệm đơn giản để minh họa các loại âm nói trên bằng dụng cụ vẽ trên hình 10.4. Dùng một ê tô kẹp chặt đầu một lưỡi cưa mỏng, có chiều dài L, rồi bật mạnh cho lưỡi cưa dao động. Chú ý rằng, chiều dài L của lưỡi cưa càng lớn thì tần số dao động càng nhỏ. Khi L nhỏ hơn một giá trị nào đó, ta mới nghe được âm do lưỡi cưa phát ra. 4. Sự truyền âm. A. Môi trường truyền âm. Ở lớp 7, ta đã biết âm không truyền được trong chân không. Xem thí nghiệm ở hình 10.5. Câu hỏi 2. Thật ra, lúc trong chuông là chân không hoàn toàn, ta vẫn còn nghe thấy tiếng chuông reo rất nhỏ. Giải thích thế nào và chứng minh cách giải thích đó thế nào? Âm truyền được qua các chất rắn, lỏng và chất khí. Âm hầu như không truyền được qua các chất xốp như bông, len, v.v. Những chất đó được gọi là chất cách âm. Chúng thường được dùng để ốp vào tường và cửa các nhà hát, phòng ghi âm, v.v. B. Tốc độ truyền âm. Sóng âm truyền trong mỗi môi trường với một tốc độ hoàn toàn xác định. Bảng 10.1 cho ta tốc độ truyền âm trong một số chất. Câu hỏi 3. Hãy nêu một vài dẫn chứng chứng tỏ rằng âm truyền với một tốc độ hữu hạn. Khi sóng âm truyền qua không khí, mỗi phân tử không khí dao động quanh vị trí cân bằng theo phương trùng với phương truyền sóng, làm cho áp suất không khí tại mỗi điểm cũng dao động quanh giá trị trung bình nào đó. Bảng 10.1. Tốc độ truyền âm trong một số chất. Không khí ở 0 độ C là 331 mét trên giây. Không khí ở 25 độ C là 346 mét trên giây. Hydro ở 0 độ C là 1280 mét trên giây. Nước biển ở 15 độ C là 1500 mét trên giây. Sắt là 5850 mét trên giây. Nhôm là 6260 mét trên giây. 2. La Mã. Những đặc trưng vật lý của âm. Những âm có một tần số xác định, thường do các nhạc cụ phát ra, gọi là các nhạc âm. Những âm như tiếng búa đập, tiếng sấm,
tiếng ồn ở đường phố, ở chợ, v.v. không có một tần số xác định thì gọi là các tạp âm. Dưới đây ta chỉ xét những đặc trưng vật lý tiêu biểu nhất của nhạc âm. 1. Tần số âm. Tần số âm là một trong những đặc trưng vật lý quan trọng nhất của âm. 2. Cường độ âm và mức cường độ âm. A. Cường độ âm. Sóng âm lan đến đâu thì sẽ làm cho phần tử của môi trường ở đó dao động. Như vậy, sóng âm mang theo năng lượng. Ta gọi cường độ âm y tại một điểm là đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian. Đơn vị cường độ âm là watt trên mét vuông. Ký hiệu là V đúc trên mét vuông. B. Mức cường độ âm. Để thiết lập một thang bậc về cường độ âm, người ta đưa ra khái niệm mức cường độ âm. Giả sử ta lấy làm chuẩn cường độ Y0 của âm rất nhỏ mà tai ta vừa đủ nghe được, mức của cường độ Y0 được lấy là mức 0, âm có cường độ Y bằng 10 Y0 được lấy làm mức 1, âm có cường độ Y bằng 100 Y0 được lấy làm mức 2, v.v. Ta hãy xét bảng 10.3. Các em kẻ bảng 10.3 gồm có 5 cột, 3 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, cường độ Y, cột 2, Y0, cột 3, 10 Y0, cột 4, 100 Y0, cột 5, 1000 Y0. Hàng thứ 2, cột 1, Y trên Y0, cột 2, 1, cột 3, 10, cột 4, 100, cột 5, 1000. Hàng thứ 3, cột 1, log nhân Y trên Y0, cột 2, 0, cột 3, 1, cột 4, 2, cột 5, 3. Ta thấy đại lượng log Y trên Y0 phản ánh đúng khái niệm mức cường độ âm mà ta đã đề ra. Do đó ta có định nghĩa sau. Đại lượng L lớn bằng log Y trên Y0 gọi là mức cường độ âm của âm Y. So với âm Y0, cường độ âm ở mức 1 lớn gấp hàng chục lần Y0, cường độ âm ở mức 1 lớn gấp hàng trăm lần Y0, v.v. Đáng lẽ phải lấy Y0 nằm ở ngưỡng nghe, tức là cường độ của âm vừa đủ để tai nghe có thể nghe thấy, nhưng người ta lại lấy âm Y0 là âm chuẩn, có tần số 1000 Hz và có cường độ Y0 bằng 10 lũy thừa trừ 12 watt trên mét vuông, chung cho mọi âm có tần số khác nhau. Đơn vị của mức cường độ âm là ben, ký hiệu là B lớn. Âm có mức cường độ 2, B, sẽ có cường độ là Y bằng 100 Y0 bằng 10 lũy thừa trừ 10 watt trên mét vuông. Đơn vị ben lớn, nên trong thực tế người ta thường dùng đơn vị decibel, ký hiệu là D nhỏ, B lớn. 1 decibel bằng 1 trên 10 ben. Công thức tính mức độ cường độ âm theo đơn vị decibel sẽ là L lớn mở ngoặc decibel đóng ngoặc bằng 10 log nhân Y trên Y0. 3. Âm cơ bản và họa âm. Khi cho một nhạc cụ phát ra một âm có tần số F0 thì bao giờ nhạc cụ đó cũng đồng thời phát ra một loại âm có tần số 2F0, 3F0, 4F0, v.v. có cường độ khác nhau. Âm có tần số F0 gọi là âm cơ bản hay họa âm thứ nhất. Các âm có tần số 2F0, 3F0, 4F0, v.v. gọi là các họa âm thứ 2, thứ 3, thứ 4, v.v. Biên độ của các họa âm lớn, nhỏ không như nhau, tùy thuộc vào chính nhạc cụ đó, tập hợp các họa âm tạo thành phổ của nhạc âm nói trên. Phổ của cùng một âm, như âm la chẳng hạn, do các nhạc cụ khác nhau phát ra thì hoàn toàn khác nhau. Tổng hợp đồ thị dao động của tất cả các họa âm trong một nhạc âm, ta được đồ thị dao động của nhạc âm đó. Đồ thị dao động của cùng một nhạc âm, như âm la chẳng hạn, do các nhạc cụ khác nhau phát ra thì hoàn toàn khác nhau. Trên hình 10.6A, B, C, vẽ đồ thị dao động của một âm do ba nhạc cụ khác nhau phát ra, âm thoa A,
6B và kèn saxo C. Vậy có thể nói, đặc trưng vật lý thứ ba của âm là đồ thị dao động của âm đó. Người ta ghi đồ thị dao động của âm bằng thiết bị vẽ ở hình 10.7. Qua bài học này, các em cần nắm vững. Sóng âm là những sóng cơ truyền trong các môi trường khí, lỏng, rắn. Nguồn âm là các vật dao động. Tần số dao động của nguồn cũng là tần số của sóng âm. Âm nghe được, hay còn gọi là âm thanh, có tần số từ 16 Hz đến 20.000 Hz. Âm có tần số dưới 16 Hz gọi là hạ âm. Siêu âm là âm có tần số trên 20.000 Hz. Nhạc âm là âm có tần số xác định. Âm không truyền được trong chân không. Trong mỗi môi trường, âm truyền với một tốc độ xác định. Về phương diện vật lý, âm được đặc trưng bằng tần số, cường độ hoặc mức cường độ và đồ thị dao động của âm. Câu hỏi và bài tập. 1. Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không? 2. Sóng âm là gì? 3. Nhạc âm là gì? 4. Trong 3 môi trường, rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào? 5. Cường độ âm được đo bằng gì? 6. Chọn câu đúng. Siêu âm là âm A. Có tần số lớn. B. Có cường độ rất lớn. C. Có tần số trên 20.000 Hz. D. Truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm. 7. Chọn câu đúng. Cường độ âm được đo bằng A. Watt trên mét vuông. B. Watt. C. Newton trên mét vuông. D. Newton trên mét. 8. Một lá thép dao động với chu kỳ T lớn bằng 80 mét giây. Âm do nó phát ra có nghe được không? 9. Một siêu âm có tần số 1 MHz. Sử dụng bảng 10.1, hãy tính bước sóng của siêu âm này trong không khí ở 0 độ C và trong nước ở 15 độ C. 10. Để đo tốc độ âm trong gang, nhà vật lý Pháp Biot đã dùng một ống bằng gang dài 951,25m. Một người đập một nhát búa vào một đầu ống gang. Một người ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ. Một truyền qua gang và một truyền qua không khí trong ống gang. Hai tiếng ấy cách nhau 2,5 giây. Biết tốc độ âm trong không khí là 340 mét trên giây. Hãy tính tốc độ âm trong gang. Bài đọc thêm. Một số ứng dụng của siêu âm sonar. Siêu âm là sóng cơ có tần số từ 20 kHz trở lên, nên có bức sóng ngắn hơn bức sóng của âm nghe được rất nhiều và có thể truyền theo những chùm rất hẹp cũng như có khả năng truyền trong nước xa hơn rất nhiều so với khi truyền trong không khí, xem bảng 10.4. Các em kể bảng 10.4 gồm có 3 cột, 5 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, tần số siêu âm, tính bằng Hz. Cột 2, tầm xa trong không khí, tính bằng mét. Cột 3, tầm xa trong nước, tính bằng km. Hàng thứ 2, cột 1, 20.000. Cột 2, 45. Cột 3, 85. Hàng thứ 3, cột 1, 50.000. Cột 2, 7,1. Cột 3, 13,6. Hàng thứ 4, cột 1, 100.000. Cột 2, 1,7. Cột 3, 3,4. Hàng thứ 5, cột 1, 1 triệu. Cột 2, 1,7 nhân 10 lũy thừa trừ 4. Cột 3, 3,4 nhân 10 lũy thừa trừ 2. Dụng cụ sử dụng siêu âm để thăm dò dưới biển thông dụng hiện nay là sonar. Hoạt động theo nguyên tắc của radar, sonar gồm một máy đặt ở mặt ngoài của đáy tàu. Máy này phát một chùm siêu âm hẹp gần song song cặp đáy biển hoặc một đàn cá, một xác tàu đắm, vân vân. Sóng âm phản xạ và rọi vào máy thu, đôi khi chính là máy phát, hoạt động luân phiên theo hai chế độ. Được khuếch đại rồi tác động vào một máy tự động chuyển khoảng thời gian delta T từ lúc phát sóng tới lúc thu sóng phản xạ thành khoảng cách từ tàu tới vật phản xạ sóng. Do đó sonar có thể dùng để phát hiện tàu ngầm, các vật trôi dạt, các đàn cá, thăm dò và lập bản đồ độ sâu của đáy biển. Siêu âm cũng truyền được qua các vật rắn và phản xạ ở các mặt tiếp xúc giữa hai vật. Do đó có thể dùng siêu âm để phát hiện các khuyết tật trong một vật đúc, trong một kết cấu bê tông,
phát hiện các tổ mối trong đê. Ở một số nước, cái thước dây kim loại đã được thay bằng cái thước siêu âm. Thước phóng một xung siêu âm ngắn tới vật ở khoảng cách muốn đo và ghi thời gian delta T lúc phát tín hiệu đến lúc nhận được tín hiệu phản xạ rồi nhân với tốc độ siêu âm. Ta đọc ngay được giá trị của khoảng cách cần đo trên màn hiển thị. Nhưng ứng dụng nổi tiếng nhất của siêu âm là phép ghi hình ảnh bằng siêu âm. Một đầu dò siêu âm phóng vào cơ thể người bệnh một chùm siêu âm song song, tần số từ 1 đến 5 MHz, rất ngắn, cỡ vài micro giây, rồi ghi các thời gian đi và về của xung. Kết hợp với một máy vi tính, mỗi xung phản xạ cho ta một ảnh của một điểm trên vật đã phản xạ. Máy phát chừng 1.000 xung trên giây và được di chuyển đều đặn để cho ta ảnh của toàn bộ vật mà ta cần quan sát. Trên màn hình của máy vi tính, kỹ thuật này hiện nay đã được sử dụng phổ biến trong các bệnh viện để quan sát các cơ quan nội tạng như gan, tuyến giáp, dạ dày, tuyến tiền liệt, thai nhi, thậm chí để quan sát chuyển động của van tim, nghiên cứu chuyển động của máu trong các động mạch để phát hiện chỗ bong võng mạc, v.v. Do có tần số cao nên năng lượng chuyển trong sóng âm là khá lớn. Vật hấp thụ năng lượng này có thể bị vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Do đó, trong y học, người ta còn dùng siêu âm để phá vỡ các viên sỏi trong thận, các cục máu đông mà không phải dùng phẫu thuật. Trong công nghiệp, máy đầm dùng siêu âm được sử dụng khá phổ biến để đầm bê tông, đầm đá rải đường, v.v. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.